Trung bình mỗi năm trên địa bàn cả nước có rất nhiều trẻ em bị tử vong do tai nạn đuối nước. Tai nạn đuối nước rất dễ xảy ra ở lứa tuổi thanh thiếu niên. Vì các em thường hiếu động, thích tò mò, nghịch ngợm và chưa có kiến thức kỹ năng phòng tránh nên rất dễ bị tai nạn thương tích. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, trong thập kỷ vừa qua, đuối nước đã cướp đi sinh mạng của hơn 2,5 triệu người, là một trong những nguyên nhân hàng đầu về tử vong ở trẻ em từ 5 đến 14 tuổi trên thế giới. Tại Việt Nam, hàng năm đều có nhiều trẻ em tử vong do đuối nước, thậm chí nhiều trẻ biết bơi nhưng vẫn tử vong do bơi tại khu vực nước sâu nguy hiểm hoặc do cứu bạn. Các vụ trẻ em đuối nước xảy ra tập trung vào những tháng hè. Phần lớn vụ đuối nước là do các em rủ nhau đi bơi, đi tắm, đi chơi gần khu vực có nước và bị trượt chân. Vào thời gian nghỉ học ở nhà và không có sự giám sát, quản lý của người lớn. Tử vong do đuối nước ở trẻ em xảy ra chủ yếu tại cộng đồng, chiếm 76,6%, tại gia đình 22,4% và trong trường học 1%. Đuối nước xảy ra nhiều ở các vùng thôn quê, nơi có nhiều ao hồ, sông suối, mương máng, nơi vắng người qua lại, hoặc ở bãi biển, khu du lịch. Thưa quý vị và các bạn, qua đoạn clip vừa rồi, chúng ta có thể thấy rằng mặc dù đã được cảnh báo nhưng tai nạn đuối nước vẫn xảy ra ở trẻ em và những số liệu ở trên thì hết sức đau lòng. Để quý vị và các bậc phụ huynh hiểu rõ hơn về cách phòng chống tai nạn đuối nước cho trẻ em thì hôm nay chúng tôi có mời đến đây thầy Nguyễn Văn Chính, trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông Đoàn Thị Điểm, thành phố Hạ Long. Vâng, xin chào thầy Chính ạ. Chào Vũ Đạt, chào tất cả các bạn và các bậc phụ huynh. Vâng, thưa thầy Chính, thầy có thể chia sẻ đôi chút về thế nào là tai nạn đuối nước cho quý vị khán giả và các bậc phụ huynh được không? Tai nạn đuối nước hay còn gọi là chết đuối thì đây là cái tình trạng mà cơ thể bị rơi chìm xuống nước dẫn đến cái việc thiếu oxy. Cái tình trạng này nếu mà xảy ra quá lâu không có sự hỗ trợ của mọi người thì sẽ dẫn đến việc tử vong. Tuy nhiên cái tình trạng đuối nước đấy cũng rất là nhiều trường hợp là được cứu sống khi mà phát hiện kịp thời. Và cái sự việc đáng tiếc xảy ra đó là tất cả những cái vụ đuối nước thì đều liên quan đến trẻ em. Thưa thầy Chính, cứ mỗi khi mùa hè đến thì tình trạng trẻ em đuối nước lại tăng cao. Môi trường nước là môi trường rất hấp dẫn trẻ em, từ đó môi trường có nhiều sự khám phá và mới lạ cho các em vui chơi. Nhưng tuy nhiên nó cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra đuối nước. Vậy thưa thầy, nguyên nhân xảy ra tai nạn đuối nước ở trẻ em là gì ạ? Nguyên nhân xảy ra đuối nước ở trẻ em thì có rất là nhiều nguyên nhân. Nguyên nhân đầu tiên đó là xung quanh cái môi trường sống của em rất là nhiều ao hồ, sông suối hay là các đầm và các thiên tai lụt lội, sạt lở hay là dông bão. Và cái nguyên nhân tiếp theo đó là do phụ huynh không giám sát chặt chẽ dẫn đến cái việc các con tự ý ra ngoài nô đùa tắm ở những cái khu vực nguy hiểm. Đặc điểm tâm sinh lý của các em ở cái lứa tuổi này rất là tự tin, hiếu động, rất thích tìm tòi khám phá bản thân nên là trong khi đó mà các em vẫn chưa trang bị đầy đủ các kiến thức kỹ năng phòng chống đuối nước nên rất là dễ xảy ra cái tình trạng đuối nước. Ở một số các em thì các em chưa biết bơi nhưng các em tự ý ra ngoài những cái khu vực nguy hiểm để tắm ở sông suối ao hồ. Việc triển khai những cái hoạt động phòng chống đuối nước ở một số các địa phương cũng như các trường thì vẫn còn hạn chế qua cái việc lồng ghép vào những chương trình khác. Tất cả những nguyên nhân khách quan hay chủ quan bên trên là đều dẫn ra cái việc đuối nước của các em. Vậy trước những nguyên nhân như vậy thì chúng ta cần phải làm gì và không nên làm gì để phòng tránh tai nạn đuối nước cho trẻ em? Để phòng tránh thì chúng ta không nên cho trẻ em ra ngoài các sông suối ao hồ hay là đầm hay là suối các nơi nguy hiểm để các em tự ý bơi lội, không có sự giám sát của người lớn cũng như nhân viên cứu hộ. Việc cần phải làm để giúp trẻ em phòng tránh cái tai nạn đuối nước đó là khuyến cáo các em tuân thủ các quy định của bể bơi cũng như là không tham gia bơi khi mà cơ thể đang quá đói hoặc quá no hay là các em đang mệt mỏi tắm mồ hôi. Khuyến cáo các em phải bơi ở những cái nơi mà có đầy đủ trang thiết bị cứu hộ cũng như có sự giám sát của người cứu hộ cũng như người lớn. Và cái điều tiếp theo đó là khuyến cáo các em là khởi động chân tay kỹ trước khi bơi để tránh cái tình trạng chuột rút trong khi bơi. Thưa thầy Chính, vậy chúng ta cần phải trang bị cho trẻ những kỹ năng như thế nào để trẻ có thể phòng tránh được tai nạn đuối nước? Cái kỹ năng đầu tiên đó là tuyên truyền để giúp các em nhận biết được những cái chỗ khu vực nguy hiểm,
Qua đó thì người lớn sẽ đặt những cái biển cảnh báo ở những khu vực nguy hiểm như ao, hồ, sông, suối hay là cảnh báo độ sâu để giúp các em tránh xa những cái khu vực đó. Đặc biệt là cái sự quan tâm của người lớn đối với những cái khu vực nguy hiểm, dễ xảy ra tình trạng đuối nước của trẻ em thì rất là cần thiết. Ví dụ như là sông, suối, ao, hồ hay là giếng phải có nắp đậy, thì những cái khu vực đấy đều phải có những cái biển cảnh báo cũng như cảnh báo độ sâu, cảnh báo nguy hiểm cho các em để các em tránh những cái khu vực đó. Còn về phía trẻ em thì các em nên trang bị đầy đủ những áo phao hay là những trang thiết bị hỗ trợ bơi để chúng ta tham gia bơi an toàn nhất, và tham gia các cái lớp học bơi ở những cái nơi uy tín, cũng như là giúp các em trang bị đầy đủ những kiến thức kỹ năng. Tuyệt đối không bơi ở những khu vực không có những cái bảo hộ giám sát của người lớn cũng như là những người nhân viên cứu hộ. Khi thấy trẻ có biểu hiện đuối nước thì chúng ta cần phải làm gì ngay lúc đấy? Khi mà chúng ta gặp trẻ có biểu hiện của đuối nước thì việc đầu tiên của chúng ta nên làm đó là chúng ta phải hô to những người xung quanh để xem xung quanh của chúng ta có những người nào để chúng ta cùng hỗ trợ giúp đỡ nhau. Sau đó là chúng ta quan sát xung quanh để xem là có những cái vật dụng nào có thể hỗ trợ để đưa nạn nhân lên. Rồi sau đó chúng ta chọn vị trí thích hợp để chúng ta di chuyển xuống để đưa các em lên bờ, rồi thực hiện những các bước sơ cứu cho các em. Vâng, thưa thầy, hiện nay xuất hiện rất nhiều điểm bơi tự phát. Vậy thì để phòng tránh điều này xảy ra thì chúng ta nên hướng dẫn trẻ đến bơi ở những địa điểm như thế nào? Như chúng ta được biết, xung quanh của chúng ta rất là nhiều những cái điểm bơi tự phát, ví dụ như là những cái bãi biển tự do, các em có thể ra đó. Thì ở những cái khu vực đó là rất là sẽ xảy ra những cái tiềm ẩn, những cái nguy hiểm dẫn đến cái tình trạng đuối nước của các em. Thì các bậc phụ huynh nên cho các con em của chúng ta là bơi ở những cái nơi mà có đầy đủ phương tiện cứu hộ cũng như người giám sát cứu hộ để cho các em đảm bảo được cái an toàn cho các em. Các bậc phụ huynh cũng đã quan tâm đến cái việc trang bị đầy đủ những kỹ năng cho các em, nhưng một số phụ huynh thì cũng đưa các em ra ngoài khu vực biển để tập bơi, cũng nơi đó cũng tiềm ẩn rất là nhiều cái rủi ro. Những cái nơi mà phụ huynh cần đưa con em chúng ta lên tập bơi đó là những cái khu vực, những cái trung tâm dạy bơi hay là những các trường có bể bơi để đảm bảo trang bị cho các em đầy đủ những kỹ năng cần thiết. Vâng, thưa thầy, vậy trước khi bơi trẻ em cần chú ý những điều gì? Trước khi bơi thì các em nên chú ý đầu tiên đó là chúng ta nên hướng dẫn trẻ là khi mà tham gia bơi ở bất cứ vị trí nào, chúng ta phải quan sát xung quanh và đọc rõ những cái quy định. Cái thứ hai đó là hướng dẫn cho trẻ là không nên ăn quá no trước khi bơi hoặc quá đói, hoặc là trong cái lúc mà trẻ đang toát mồ hôi hay nắng to trẻ cũng không nên tập bơi. Trước khi bơi thì các em cần chú ý những cái điều sau, đó là các em nên khởi động kỹ trước khi bơi, và sau đây thì tôi sẽ hướng dẫn các em những cái màn khởi động trước khi tham gia bơi để các em tránh được những cái rủi ro cần thiết. Trước khi đến bài học của chúng ta thì thầy sẽ giới thiệu chúng ta một số cái bài vận động khởi động cơ bản. Đầu tiên đó là chúng ta xoay tất cả các khớp. Nào, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hai tay về phía trước này. Chúng ta quạt tay bơi sải nhá. Nhìn thầy, ngửa mặt nhìn thầy. Hai tay liên tục. Quạt tròn vai lên. Thẳng gối ra, thẳng gối. Nhanh, thẳng gối. Rồi. Các trường hợp thường xảy ra dẫn đến tình trạng trẻ bị đuối nước là gì ạ? Và cách xử lý của chúng ta ngay khi gặp tình trạng đấy là như thế nào? Các tình huống xảy ra trong khi bơi lội thì thứ nhất đó là cái tình trạng bị chuột rút ở trong khi bơi. Thì cách xử lý cái tình huống này là việc đầu tiên là các em phải bình tĩnh, xem xung quanh của chúng ta có người không để chúng ta kêu sự trợ giúp. Cái thứ hai đó là nếu mà không có người thì chúng ta bình tĩnh hít hơi thật sâu và cúi xuống bẻ ngược lại các khớp bị chuột rút đấy. Bẻ ngược phía chuột rút đấy thì sẽ giúp các em tránh được cái tình trạng chuột rút. Tiếp theo đó là các em, cái nguyên nhân tiếp theo đó là các em tự tin quá vào bản thân
kỹ năng của bản thân chưa đầy đủ, nhưng mà các em tự tin quá thì khi mà các em tham gia bơi đấy, các em bơi ra những khu vực sâu hay xa đấy, thì các em sẽ bị quá sức của chúng ta, thì chúng ta không vào trong được thì chúng ta cũng sẽ xảy ra bị cái tình trạng đuối nước. Cái nguyên nhân tiếp theo đó là các em chơi đùa, nô đùa, các em không chú ý thì người nọ dẫm đạp lên người kia, rồi các em không ngồi lên, các em cũng dễ rất là bị đuối nước. Các em nên trang bị đầy đủ những cái kiến thức kỹ năng, các em phải biết quan sát ở những cái vực an toàn, hay là hiểu rõ được là cái mức độ nguy hiểm khi ở dưới nước thì các em sẽ tự phòng tránh được. Vâng, thưa thầy chính, trước tình trạng đuối nước tăng cao vào mùa hè thì nhà trường và phụ huynh cần phải lưu ý điều gì để cho trẻ em có thể có những cái biện pháp tự phòng chống đuối nước? Tổ chức dạy bơi an toàn đó là một trong những cái giải pháp rất là hữu dụng để giúp các em trang bị đầy đủ những kiến thức kỹ năng để các em hiểu rõ hơn về cái vấn đề tai nạn trong đuối nước. Về phía nhà trường thì nên tuyên truyền cho các em hiểu rõ về cái tác hại khi mà tham gia bơi không an toàn. Qua đó thì một số nhà trường cũng nên mở những cái lớp dạy bơi để cho các em trang bị đầy đủ những kiến thức kỹ năng cần thiết cho các em. Hoặc là về phía nhà trường cũng nên tổ chức những cái giải bơi để cho các em hứng khởi, động lực hơn trong việc học bơi, để các em trang bị đầy đủ những kiến thức kỹ năng cần thiết. Đi ra. Nào, co chân đạp chân cách đầu. 1, 2, 3. Thưa quý vị và các bạn, với những chia sẻ vừa rồi của thầy Nguyễn Văn Chính, trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông Đoàn Thị Điểm, thành phố Hạ Long, thì hẳn quý vị và các bậc phụ huynh đã nắm được những kiến thức cơ bản đối với việc phòng tránh đuối nước cho trẻ em. Vâng, cảm ơn thầy Chính. Như vậy là thời lượng của chương trình khoa giáo tuần này đến đây là khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.